Lời Chúa theo Thánh Luca, chương 13, từ câu 22 đến câu 30. Trên đường lên Jerusalem, Đức Giêsu đi ngang qua các thành thị và làng mạc mà giảng dạy. Có kẻ hỏi người: "Thưa Ngài, những người được cứu thoát thì ít, có phải không?" Người bảo họ: "Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào, vì tôi nói cho anh em biết, có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được. Một khi chủ nhà đã đứng dậy và khóa cửa lại, mà anh em còn đứng ở ngoài, bắt đầu gõ cửa và nói: "Thưa Ngài, xin mở cho chúng tôi vào", thì ông sẽ bảo anh em: "Các anh đấy ư, ta không biết các anh từ đâu đến." Bây giờ anh em mới nói: "Chúng tôi đã từng được ăn uống trước mặt Ngài, và Ngài cũng đã từng giảng dạy trên các đường phố của chúng tôi." Nhưng ông sẽ đáp lại: "Ta không biết các anh từ đâu đến, cút đi cho khuất mắt ta, hỡi tất cả những quân làm điều bất chính." Bây giờ anh em sẽ khóc lóc nghiến răng khi thấy các ông Abraham, Isaac và Jacob cùng tất cả các ngôn sứ được ở trong nước Thiên Chúa, còn mình lại bị đuổi ra ngoài. Thiên hà sẽ từ đông tây nam bắc đến dự tiệc trong nước Thiên Chúa, và kìa, có những kẻ đứng chót sẽ lên hàng đầu, và có những kẻ đứng đầu sẽ xuống hàng chót. Quý vị và các bạn thân mến, Chúa Giêsu đã nói: "Hãy chiến đấu để qua cửa hẹp mà vào." Là người Kitô hữu, ai trong chúng ta cũng đều tin tưởng vào ngày phán xét cuối cùng, ngày cảnh chung của muôn loài muôn vật. Vào ngày đó, Thiên Chúa sẽ quy tụ tất cả những người xứng đáng hưởng hạnh phúc vĩnh cửu trong vương quốc của Ngài. Họ là những người đã lắng nghe giáo huấn của Chúa, và nhất là biết thực thi giới răn của Ngài trong cuộc sống thường nhật đời mình. Để làm được điều đó, đòi hỏi họ phải phấn đấu và nỗ lực thật nhiều. Họ phải chiến đấu để qua cửa hẹp mà vào. Tất cả chúng ta đều khao khát đón nhận ơn cứu độ mà Đức Giêsu mang lại, hầu được chia sẻ vinh quang của người trong nước trời. Để cho ước muốn của chúng ta được thành tựu, đòi buộc mỗi người cần phải nỗ lực thật nhiều. Hơn thế nữa, chúng ta đang sống trong một thế giới dường như ít quan tâm đến cuộc sống đời sau. Chúng ta đang bị ảnh hưởng bởi một xã hội muốn loại bỏ những giáo huấn và giá trị của tin mừng cứu độ. Chúng ta đang bị lôi cuốn bởi những trào lưu tục hóa đề cao sự hưởng thụ thoải mái của lạc thú và hào nhoáng phù hoa của danh vọng. Vì thế, cuộc chiến đấu để qua cửa hẹp sẽ còn nhiều cam go và thử thách hơn rất nhiều. Xin cho mỗi người trong gia đình, trong cộng đoàn chúng ta luôn ý thức lời Chúa Giêsu cảnh tỉnh để biết tận dụng cơ hội duy nhất là cuộc đời chóng qua này mà đạt được hạnh phúc vĩnh cửu Chúa hứa ban. Lạy Chúa Giêsu, xin đừng để chúng con chỉ là những Kitô hữu mang danh mà vô thực. Xin giúp chúng con biết sống trọn vẹn niềm tin của mình qua việc chấp nhận gian truân, thử thách để thực thi giới răn của Chúa trong cuộc đời mình, ngõ hầu mai này được cùng Chúa hưởng vinh phúc nước trời. Amen.